Hi, xin chào tất cả bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Cuộc Sống Cao. Trước mắt các bạn đây là chính là một cái cây bồ công anh đấy các bạn, hay còn gọi là rau lưỡi cày đấy, mũi mắc này. Đây các bạn thấy chưa? Đây. Cái cây bồ công anh này thì tôi thấy có một số nơi nó cái lá của nó lại khác cái cây này. Thì ở trên tôi thường thường là như thế này nha các bạn nha. Thế thì hôm nay tôi muốn giới thiệu và gửi đến tất cả các bạn một số những cái hình ảnh. Đây, một số hình ảnh về cái cây bồ công anh cũng như là tác dụng chữa bệnh của cái cây này. Và một số những cái bệnh mà có sử dụng thành phần là cái cây bồ công anh đấy. Thì hôm nay tôi muốn gửi đến các bạn những cái thông tin như vậy. Đây các bạn. Cái cây này là một cây thân thảo đấy, sống 1 hoặc 2 năm thôi các bạn. Và thân cây thì mọc đứng nhẵn nha các bạn. Đây các bạn. Thấy thân của nó thì rất là nhẵn này. Và cao từ khoảng 0,5 đến 2 mét thôi. Cái cây này này. Cây này là một cây non nha các bạn. Và cái lá của nó thì mọc so le nhau đấy. Đây. Các bạn thấy chưa? Rồi, tôi đi vào vấn đề chính luôn. Cái cây này thì những cái trường hợp nào mà sản hậu không cho con bú đấy, bị căng sưng vú do tích sữa thì chúng ta lấy cái cây bồ công anh này, các bạn lấy về giã, rửa sạch nhé các bạn. Rửa sạch sau đó là giã nát, ngày đắp lên vú từ khoảng 3 đến 4 lần. Đây. Đấy là những cái trường hợp mà sản hậu không cho con bú này, bị tích sữa đấy. Và cái thứ hai nữa, những cái trường hợp mà bị đinh nhọt thì các bạn cũng lấy cái cây bồ công anh này, các bạn giã nát trộn với nước. Đấy, trộn với nước này, các bạn cho thêm một ít rượu vào sắc uống để cho nó ra mồ hôi. Và cái thứ ba nữa, những cái trường hợp nào mà bị lở loét lâu ngày đấy, rắn hoặc là bọ cạp cắn ấy, thì các bạn cũng giã nát cái cây bồ công anh này, các bạn đắp lên vết thương nha các bạn, thì nó cũng rất là hiệu quả và nhanh liệt. Và ngoài ra thì cây này còn là một cây để mà tiêu độc này, giảm mụn nhọt này. Các bạn lấy khoảng 12 gram cái cây bồ công anh này, rửa sạch, kết hợp với lại 12 gram cái cây vòi voi, và không kết hợp với lại 12 gram cái cây kẽ đầu ngựa ấy, và 10 gram cái cây kinh giới, kim ngân hoa 10 gram, cỏ mần trầu 10 gram, hạ khô thảo 10 gram. Tất cả các bạn đem phơi khô, thái nhỏ rồi sắc với lại 400ml nước. Đây các bạn. Và các bạn dùng để uống. Đấy, trong thời gian từ 3 đến 5 ngày thì nó làm tiêu độc, giải mụn nhọt rất là tốt cho các bạn. Đấy. Ngoài ra thì ở chỗ các bạn tôi không rõ, nhưng mà chỗ tôi cây bồ công anh này kết hợp với lại cây khôi tía này, hay là cái cây dạ cẩm đấy các bạn, kết hợp với lại cây dạ cẩm thì là một cái loại thuốc để mà điều trị cái bệnh dạ dày, nó rất là tuyệt vời nha các bạn nha. Thế là tôi bí mật cho các bạn về cây bồ công anh này kết hợp với lại cây dạ cẩm này, hoặc là lá khôi tía này, các bạn sắc uống. Đấy, trong vòng thời gian khoảng 10 ngày. Khi mà các bạn uống khoảng 10 ngày rồi, các bạn nghỉ 3 ngày nữa và uống tiếp 10 ngày nữa. Đấy, các bạn cứ uống liên tục trong thời gian từ 30 ngày đến 40 ngày. Cứ uống cách 3 ngày, các bạn lại uống thêm 10 ngày nữa. Cách 3 ngày uống thêm 10 ngày nữa, khoảng từ 30 ngày đến 40 ngày thì cái bệnh dạ dày của các bạn nó sẽ chấm dứt. Nó sẽ bớt đau và khỏi nha các bạn. Tất nhiên là khỏi hay không thì nó còn tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người, đúng không nhỉ? Nhưng mà ở trên tôi thì kinh nghiệm là như thế. Và ngoài ra thì cái cây này này, cây bồ công anh này, nó còn chữa cái chứng táo bón này, nhuận tràng này, viêm amidan nha các bạn. Các bạn sử dụng khoảng 120g đến 180g bồ công anh khô, các bạn sắc uống, một ngày uống 2 lần. Đấy các bạn. Uống trong thời gian 2 ngày thì cái chứng táo bón của bạn nó sẽ không còn nữa. Đấy. Ngoài ra thì nó còn có thể chữa được cái viêm ruột thừa. Đấy, các bạn lấy 40g cái bồ công anh này
kết hợp với lại 20g đại hoàng, 20g kim ngân hoa, 20g xuyên luyện tử, 12g đào nhân, với lại 12g cam thảo. Các bạn sắc hỗn hợp những cái loại thuốc trên, ngày các bạn uống 2 lần thì nó có thể điều trị cái viêm ruột thừa rất tốt nha các bạn. Ngoài ra thì những cái trường hợp mà bị bỏng rồi dẫn đến việc nhiễm trùng ấy, thì các bạn cũng có thể giã nát cái cây bồ công anh tươi này trộn với lại cồn 75 độ các bạn đắp lên cái vết bỏng thì nó cũng sẽ nhanh khỏi nha các bạn. Và ngoài ra thì cái trường hợp bị quai bị đấy, cái trường hợp mà bị quai bị thì chúng ta cũng lấy cái 30g cái bồ công anh tươi này, nếu mà dùng loại khô thì khoảng 20g. Các bạn lấy tươi giã nát này, thêm lòng trắng trứng gà và đường phèn bọng vải rồi đắp vào cái vùng mà bị quai bị thì nó cũng rất là tốt. Đấy, nó cho hiệu quả rất là rõ rệt. Nó chính là cây bồ công anh này. Đây này các bạn này. Và ngoài ra thì những cái trường hợp mà bị viêm bàng quang hoặc là tiêu hóa kém ấy, thì các bạn lấy khoảng 40g cái bồ công anh này kết hợp với lại 12g sa nhân và 24g cốt bì. Các bạn tán thành bột rồi ngày 3 lần các bạn đấy, chia ra để mà uống, mỗi lần các bạn uống 2g nha các bạn nhé. Rồi những cái trường hợp mà bị loãng xương ấy thì các bạn cũng lấy cái cây bồ công anh này, tại vì là cây này thì có cái hàm lượng canxi và magie nó rất là cao nên là nó rất là hữu ích cho những cái trường hợp mà bị loãng xương. Nếu các bạn lấy lá này và cái cây cà rốt ấy các bạn xay thành nước rồi uống mỗi ngày khoảng một cốc, khoảng từ 100 đến 150ml thì nó cho tác dụng rất là hiệu quả. Đấy, các bạn cứ uống nhiều thì nó cho tác dụng rất tuyệt vời nhé các bạn. Đây. Và ngoài ra thì nó còn trị được mụn cóc nhé các bạn. Các bạn dùng cái phần gốc, các bạn dùng phần gốc của cái cây này và lấy cái chất mà dịch nó tiết ra ấy, từ cái cây này bôi vào cái chỗ mụn cóc thì các bạn ngày bôi từ 2 đến 3 lần sẽ thấy cái hiệu quả nó rất là rõ rệt từ cái cây bồ công anh này. Và bị cái trường hợp mà bị viêm loét dạ dày đấy các bạn. Đấy, ban đầu tôi bảo là bị dạ dày, còn bây giờ là những cái trường hợp mà bị viêm loét dạ dày thì các bạn lấy khoảng 20g cái bồ công anh khô nữa các bạn. Kết hợp với lại kim ngân hoa và hạ khô thảo cùng liều lượng, tức là mỗi loại các bạn lấy khoảng 20g loại khô, các bạn cùng sắc với khoảng 600ml nước. Đấy, các bạn sắc đến khi nào nó còn khoảng một nửa, tức là còn khoảng 300 thì các bạn uống. Và một ngày các bạn uống từ 2 đến 3 lần thì nó cũng cho hiệu quả rất là rõ rệt. Đấy là một số những cái thông tin mà tôi muốn gửi đến các bạn với những cái kinh nghiệm cũng như là một số những cái tài liệu đông y tôi kết hợp lại, tôi đưa lên đây cho các bạn cùng tham khảo. Hy vọng đấy là những cái thông tin hữu ích. Và chắc chắn một điều rằng thì cũng như mọi video thôi, tôi nói thì không thể là nói hết được ý, không thể nói hết được tác dụng của cây bồ công anh này. Mong sao là mỗi một bạn vào xem video thì tôi mong muốn là đóng góp ý kiến cho tôi. Có thể là các bạn không biết, có thể có anh chị em nào biết đã từng sử dụng cây bồ công anh, cũng như là qua những cái phương tiện thông tin đại chúng, sách báo, những cái tài liệu, các bạn biết được cái cây bồ công anh này nó có tác dụng như thế nào ngoài những cái mà tôi vừa chỉ, tôi vừa đưa lên. Thì tôi mong sao các bạn hãy đóng góp những cái ý kiến chân thành nhất cho tôi bằng những cái dòng bình luận ở phía dưới, để tôi có thể là tổng hợp lại, để tôi được mở rộng hơn những cái tầm hiểu biết của mình, hoặc là tôi siêu tầm đầy đủ hơn những cái tác dụng của cây bồ công anh này để cho tất cả mọi người cùng biết đến. Đấy là những cái mà tôi mong muốn nhất. Và một cái nữa tôi mong tất cả các bạn cố gắng, nếu mà bạn nào thấy những cái clip mà tôi đưa lên nó hữu ích, nó bổ ích thì vui lòng khi sau khi mà các bạn xem xong cái clip của tôi thì đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh và chia sẻ những cái clip này cũng như là những cái clip khác của tôi cho tất cả mọi người cùng xem. Biết đâu đấy một ngày nào đấy các bạn không sử dụng đến nhưng mà người thân có thể sử dụng đến, thì các bạn chia sẻ cho tất cả mọi người thì bạn bè của các bạn cũng được biết đến, thì có thể là
tìm được cái cây thuốc này để mà dùng. Và tất nhiên thì tôi sẽ không khuyến khích các bạn là dùng theo cái phương pháp, dùng theo cách của tôi vừa chỉ. Tôi chỉ hy vọng đấy là những cái thông tin mà cho các bạn tham khảo thôi. Nếu mà các bạn khi mà đi chữa thầy thuốc những cái cơ sở y tế rồi nó không khỏi thì các bạn có thể áp dụng theo cái cách của tôi. Tại vì là có bệnh thì chúng ta phải bái tứ phương mà, đúng không nhỉ? Đấy là những cái mà tôi nói vậy. Hy vọng nó là những cái mà rất là hữu ích để cho các bạn. Đấy. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm, chú ý lắng nghe những cái mà tôi thông tin, những cái thông tin mà tôi đưa lên. Nếu mà hay thì đừng quên nhấn nút like, chia sẻ và đăng ký kênh. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.